Mọi người đã quay trở lại với chương trình Khám phá trường học mùa 2 và mình là Hồng Loan. Ngày hôm nay thì nhân dịp tôi về thăm ba má của tôi ở Tây Đô, Cần Thơ, gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó đừng quên ghé ngôi trường xịn sò, chuẩn quốc tế dành cho sinh viên đồng bằng sông Cửu Long, trường đại học FPT Cần Thơ. Và bài học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bài học học ké. Nghe cái phòng này mình thấy nó hơi nguy hiểm á. Muốn mang quay cuồng gì đó, miễn sao đừng ai thấy mình được thôi. Thì Hồng Loan thấy nó quá là hay đi. Và ngày hôm nay thì Hồng Loan mời các bạn, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử lớp học nhạc cụ dân tộc cùng với Hồng Loan nha.